Tin phóng viên chúng tôi vừa thực hiện từ ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3 khóa 13 về nội dung họp xem xét thi hành kỷ luật cán bộ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì diễn ra chiều hôm nay. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025. Trước khi bị Ban chấp hành Trung ương bỏ phiếu, thống nhất cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025. Trước đó, ngày 10 tháng 6 vừa qua, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa 15 với 500 đại biểu được bầu. Ông Trần Văn Nam cũng đã không được xác nhận tư cách của người trúng cử. Về lý do, Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết không nhận được đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe của ông Nam như báo chí đưa trước đó, mà căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trung ương khi tiến hành kiểm tra thì cũng có những cái giai đoạn để báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền theo tiến độ. Và đến thời điểm này thì đã có những cái kết luận bước đầu và rất là rõ những cái vi phạm của ông Trần Văn Nam. Tôi cũng muốn nêu cụ thể để cho thỏa mãn sự quan tâm của anh em báo chí. Đó là vi phạm vào quy định số 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Từ khi ông Trần Văn Nam là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, thì trong những quyết định về vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước, nhất là vấn đề về đất đai, thì đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 18 tháng 6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Trần Văn Nam chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cá nhân ông Trần Văn Nam với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nam cũng bị cho là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty mùng 3 tháng 2. Buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm, gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật Đảng, bị khởi tố hình sự. Cũng trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 13, hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết và quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày qua, Hà Nội ghi nhận 10 ca nghi nhiễm sau 9 ngày không ghi nhận ca COVID-19 cộng đồng, đặc biệt là ổ dịch mới tại huyện Mỹ Đức và tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Nhận định nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao, do vậy tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng hôm nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu các địa phương phải quyết liệt phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nên với diễn biến dịch bệnh phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã lên phương án bổ sung, điều động cán bộ coi thi tại các điểm thi để đảm bảo đủ số lượng. Đồng thời sẽ tiếp tục khẩn trương rà soát các trường hợp liên quan đến các ca mắc để có phương án cụ thể. Sử dụng những cán bộ coi thi đã được tập huấn, những cán bộ nào mới được điều động thì chiều nay tiếp tục tập huấn để đảm bảo thực hiện tốt các cái quy chế thi. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, thành phố Hà Nội vẫn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại 2 điểm thi ở nơi có ổ dịch mới là Mỹ Đức và Đông Anh. Căn cứ tình hình dịch ngày hôm nay thì đề nghị các đồng chí có đoàn công tác do đồng chí lãnh đạo sở đến kiểm tra tại 2 huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa ngay trong chiều hôm nay. Thì các trường hợp ho sốt thì trong quy định đã có hướng dẫn cụ thể. Thì đề nghị là các điểm thi cán bộ y tế có những cái xử lý một cách hết sức là bài bản theo đúng quy định, không gây căng thẳng cho thí sinh, không gây mất thời gian của thí sinh, ảnh hưởng đến kết quả làm bài của các thí sinh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu với một số trường hợp thuộc các trường đại học có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện phải chịu trách nhiệm phối hợp lên phương án, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần, tạo điều kiện tối đa nhưng phải tuyệt đối an toàn vì theo thống kê sơ bộ, có trường có thí sinh đến từ 43 tỉnh thành khác cùng dự thi. Thưa quý vị, chậm nhất 20 giờ tối nay, tiểu thương phải hoàn thành vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ và chỉ được hoạt động trở lại khi đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch. Đây là nội dung thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngưng hoạt động của chợ Bình Điền, một trong ba chợ đầu mối lớn nhất của thành phố. Chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, trước thời điểm nhận được quyết định tạm ngưng hoạt động. Các tiểu thương tranh thủ vào chợ để bốc rỡ hàng hóa, kịp vận chuyển cho các chợ lẻ khắp thành phố. Để vào chợ, các tiểu thương phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn. Đối với chợ chúng ta thì tôi biết rằng là đến giờ này mà chúng ta dừng hoạt động thì đó là một cái điều rất là đau buồn. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Khi cái truy vết của chúng ta đến giờ này chưa được ổn, nếu chúng ta để hoạt động rủi như nó còn tiếp tục lây nữa, người ta lại đến đây, người ta lại thế này thế khác nữa thì lúc đó chúng ta có lỗi. Các tiểu thương phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn. Theo thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ sẽ tạm dừng để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 kể từ 8 giờ sáng nay đến khi đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất 20 giờ hôm nay. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc chợ thông tin cho các tiểu thương biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng trực tuyến, giao tận nơi cho khách mà không thực hiện trực tiếp tại chợ. Chúng ta tập trung truy vết, tập trung khoanh vùng, tập trung xét nghiệm, tập trung nghĩa là test nhanh để chúng ta sớm kết thúc cái thời gian mà chúng ta dừng. Khi nó đủ điều kiện chúng ta mở cửa trở lại. Nhưng mở cửa trở lại cũng hoạt động trên tinh thần đảm bảo an toàn. Chứ còn hoạt động trở lại mà không an toàn là không được. Chợ Bình Điền giữ vai trò trọng yếu trong cung cấp thủy hải sản, gia súc, gia cầm, rau củ quả và có tới 37 tỉnh thành có giao dịch hàng hóa. Phiên giao dịch hôm nay thị trường chứng khoán có biến động lớn. Nếu như trong phiên sáng thì thị trường vẫn tăng điểm, sang đến phiên chiều, VN Index đột ngột lao dốc, giảm gần 60 điểm, xuống sát ngưỡng 1.350 điểm. Chỉ trong 30 phút cuối phiên giao dịch hôm nay, thị trường đã lao dốc không phanh. Hàng loạt các cổ phiếu lớn như CTG, MBB, STB, TCB, TPB, VHM, SSI đã giảm giá sàn. Chốt phiên, VN Index giảm 56,34 điểm, tương đương giảm 3,99%, xuống mức 1.354,79 điểm, 350 mã giảm giá, trong đó có 57 mã giảm sàn, 39 mã tăng giá, hơn 800 triệu cổ phiếu giao dịch thành công, giá trị giao dịch là 28.673 tỷ đồng. PTE của thị trường Việt Nam nó không còn hấp dẫn nữa. Thứ hai là tình hình COVID ở trong thành phố Hồ Chí Minh rất chi là căng thẳng. Và thứ ba nữa là có một số thông tin là quỹ nước ngoài bắt đầu rút tiền khỏi khu vực Đông Nam Á. Chính vì những cái tình hình đó và cộng với lại nhóm cổ phiếu dẫn sóng là nhóm banh, nhóm chứng khoán và nhóm thép cũng đã đạt đến cái vùng target về lợi nhuận và thứ hai là vùng kháng cự của nó. Cho nên lập tức khi thị trường có tín hiệu bán thì tất cả các nhà tay to, các nhà đầu tư lớn họ đồng loạt họ bán. Trong phiên hôm nay cũng có khá nhiều mã cổ phiếu giảm giá sàn nhưng trắng bảng bên mua, tức là người muốn bán tháo cổ phiếu vẫn chưa bán được. Đó sẽ là áp lực khiến giá nhiều cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm trong sáng mai. Với cái đà bán hôm nay, một số người margin cao bán không được bởi vì là tình hình margin ở thị trường vẫn khá cao. Cho nên là hôm nay bán không được thì lập tức ngày mai họ có áp lực tự phải bán. Hoặc nếu họ giảm thì công ty chứng khoán họ sẽ bán. Cho nên là sáng mai do cái ảnh hưởng áp lực của ngày hôm nay và cái đà giảm của ngày hôm nay thì kiểu gì sáng mai cũng là giảm khá mạnh. Và tôi cho rằng là phiên ngày mai có thể giảm từ sáng đến tận chiều. Và có thể là đà bán nó sẽ tiếp tục duy trì trong cái phiên sáng ngày hôm nay. Tuy vậy thì chúng ta cần quan sát kỹ hơn được các cái phiên buổi chiều. Vì lúc đó thì mới nhìn thấy được cái lượng cầu thực sự vào thị trường để hỗ trợ cho cái đà giảm.
Hiện nay, những thông tin về dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, hai đầu tàu kinh tế của đất nước cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, chờ đợi diễn biến của dịch bệnh để quyết định đầu tư. Điều này sẽ khiến dòng tiền trên thị trường chứng khoán có suy giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm.